Seven in a row. Dang, can you do that? No. That's what I can do. That is not. They only grow that big. Look at that. Oh my god, baby. Is this a rose? Some of them don't look like roses. Look at this. I saw more than one that really mấy này hoa này đẹp quá em, nó vàng với hồng lum nè em. Thì giống nhà mình là rainbow ui. Wow. Mình là rainbow. Oh my god, she capped it. Little Megan. Oh, micro mini. What's this micro mini? Minion. Minimo. Look at these. There's like multiple colors on one side. It's a micro rose. Nhiều màu ha. Trời ơi, bóng. Bóng lộ luôn. Trời ơi, hai thằng bóng ghét ớn. Đang là ổng đi với bạn trai, bạn trai đang chụp hình. Yeah, exactly, đúng rồi đó chị. Nhã. Yeah. Nó bị hanging cái kiểu. Nó không chỉ xuống cắt mà nó bị. Look at this. Nó hang up. Upward, you know what I mean? Yeah. Even though the sideways stem is this way, it's supposed to face this way. It turns so it can face out. To toward the sun, I think. Like this, it was supposed to do this, mom. Yeah. Ôi, mày màu đẹp em ơi. Màu vàng, màu hồng, đùm lum nè. Ôi, màu đẹp quá vậy, màu lạ vậy. Hai đứa đứng lên luôn đi. Em ơi, mày bé ra à. Ngọc. Một. Bóng. Ok. Một, hai, rồi đứng về. Để luôn ra. Lên lên lên. Ok, one, hai, ba. What color is this, Christy? This is coolest color. Màu không phải màu gì, không có màu cam. Màu lạ thiệt. Đi đi. Gần nhà em có một cái nursery họ bán đồ cũng rẻ lắm. Với lại họ có bán cái loại mà hoa mà cái lo kèn. Còn mà có những cái loại cái cây giống như cái cây này. Có mùa nó ra hoa cái hoa lo kèn nó đuổi xuống vậy nè. Giống như hoa bách hợp á, nó bự vậy nè. Xong rồi có cái con thăm mình vớt á. See, this is their normal and then they curl. She's giving bandit. You candy. Yeah, bandit. Yay! Where's the candy? Oh, can I have some? Mm-hmm. Nó sạch sẽ phải không vào? Không nó đẹp mà nó sạch dễ sao sạch. Cái chai này màu hồng nó hay lắm. Nó ăn cái con gà. Ôi trời ơi sao luôn tại vì wow. Ooh, look at that purple one. What color is that? Hot pink? Yeah. Đây. Nhà em mà mỗi lần bị vậy á, em lấy cái vòi nước em xịt thẳng vô cái chỗ đó, chỗ nào mà nó bị lại.
thì nó dằn đi phải không? Nó dằn đi hết là nó chết, nó tái sinh nó không có bị trọng tái lại. Còn mình hái đi thì nó tại vì mỗi lần đến tối em nghĩ là mặn một mặn thì bao nhiêu bông là nó sẽ bị hư. Nhưng mà em sẽ đi tái sinh. Nhưng mà nó sẽ mọc lại cái cây thứ khác tiền số rồi. Wow, that was an epic shot. Hey, Dad, you right here. I dare you to run down and die. Yeah, wait. Yeah. Dominic, come back here. Daddy, you said he was into a bee populated area. Oh, a bumblebee. You need to stay away, Christy. Bees. They're not bees. Bees. Thế thì bắt đầu. Over there. Ok. Đừng có chạy, coi chừng nó ong nó cắn đó. Ong nó nặng nó bay không nổi đó giờ. Mập lu à. Ở đây nhiều bông quá mà. Dạ. No nê luôn ha. Never been stung by. Daddy, have you ever been stung by? Nah, never. Maybe today. Maybe today. Because you're so close. Yeah. But it looks nice, huh? Yeah. Like a nice pool. Big fat. Chubby, chubby. It doesn't have to be red. It can be orange. You mean a ladybug? Yeah. You said bumblebee. Oh, my bad. Oh! Oh, my God. It landed on me. Whoa. How did it get caught by a bumblebee or a bee? Like a bum? Ôi đừng ra nắng nữa Hiền. Hiền stay the shade. Chết chắc luôn nè, lát khóc nữa nè. Nó chút 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 nắm tay mẹ nè.